Thưa quý vị, giá dầu thế giới sẽ còn biến động và neo cao trong 6 tháng tới. Đây là nhận định của các chuyên gia tại tọa đàm biến động giá dầu và kịch bản ứng phó cho ổn định và phát triển được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Dù giá nhiên liệu đang có xu hướng hạ nhiệt, giá dầu thô Brent thế giới ngày hôm nay ở mức 88 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu cho thấy nguồn cung được bình ổn, nhất là khi châu Âu đang đối mặt với mùa đông khắc nghiệt, có xu hướng dự trữ càng làm giá dầu có nguy cơ tiếp tục tăng. Các chuyên gia dự báo, giá dầu trong 6 tháng tới vẫn sẽ neo cao ở mức 100 đô la Mỹ một thùng. Tại Việt Nam, việc giá dầu dự báo cao sẽ gây sức ép không ít cho sản xuất trong nước, đặc biệt là logistics. Các chuyên gia cho rằng, xu thế chuyển dịch sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tất yếu sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, các nhà máy hóa dầu cần thống nhất kế hoạch hoạt động chung dài hạn, bảo đảm vận hành ổn định trong tương lai. Nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế. Sáng nay, diễn đàn Hải quan Việt Nam tạo thuận lợi cho thương mại và logistics phát triển đã diễn ra tại Hà Nội. 8 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 232,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, hiện Việt Nam có hơn 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện, có quan hệ ngoại giao với gần 200 nước và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó 15 FTA đã ký kết và có hiệu lực, 2 FTA đang trong quá trình đàm phán. Các diễn giả đã thảo luận tìm giải pháp tư vấn xây dựng kế hoạch hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tư vấn các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh cảnh báo doanh nghiệp có xu hướng rủi ro về an ninh chuỗi cung ứng, xâm phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ứng dụng khoa học công nghệ giảm thời gian hoàn thành thủ tục cấp phép và thông quan lô hàng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030 chính quy, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, có 15 ngân hàng được nới hạn mức tín dụng với mức điều chỉnh cấp thêm từ 1 cho đến 4%. Đây là lần đầu tiên ngân hàng nhà nước đồng loạt nới hạn mức tín dụng cho một số tổ chức tín dụng trong năm nay. Kiên định mục tiêu trần tăng trưởng tín dụng cả năm của hệ thống ở mức 14%, ngân hàng nhà nước đã thận trọng cấp thêm từ 1 đến 4% hạn mức tín dụng so với mức cũ. Tùy từng ngân hàng có 15 ngân hàng được nới hạn mức tín dụng lần này. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín Sacombank 4%, Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank 3,4%, Ngân hàng quân đội MB 3,2%, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OCB 3,1%, Ngân hàng quốc tế VIB 3%, Ngân hàng Vietcombank và Techcombank cùng được cấp thêm 2,7%, một số ngân hàng khác cũng được nới hạn mức nhưng ở mức khiêm tốn hơn đây là lần đầu tiên ngân hàng nhà nước đồng loạt nới hạn mức tín dụng cho một số tổ chức tín dụng trong năm nay. Các năm trước ngân hàng nhà nước thường có một đến hai đợt nới hạn mức trong năm sau khi đã giao mức trần cho từng đơn vị vào đầu năm. Liên quan đến việc truyền hình nhân dân phản ánh các công trình hạ tầng xã hội chậm tiến độ, giang giờ tại dự án xây dựng khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thuộc khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Long Thành. Hôm nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấm dứt thanh lý hợp đồng 6 gói thầu xây dựng. 6 gói thầu của 3 nhà thầu xây dựng 6 công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn bị đề nghị chấm dứt thanh lý hợp đồng sau hơn 1 năm thi công mới chỉ đạt khoảng 15% tổng khối lượng theo hợp đồng. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư không cho các đơn vị này tham gia các gói thầu khác trên địa bàn tỉnh. Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An Bình Sơn có 11 gói thầu. Đến nay chỉ có 2 công trình hoàn thành, còn lại đang rất giang dở.